Có phải con là người đưa cô vô bệnh viện không vậy? Dạ, là con. Cô cảm ơn con nha. Dạ, không có gì đâu cô. Mà sao cô lại bị vô đây vậy? Dạ, con đang đi ngoài đường á, con thấy cô xỉu nên con đưa cô vô đây. Mà bây giờ cô đỡ rồi thì làm sao để con liên lạc được với người nhà của cô hả cô? Con gọi cho số điện thoại của bạn cô giùm nha. Dạ. Cô đọc số đi cô. 0902 79 11 99. Alo. Dạ con chào chú. Bố ơi, cho con hỏi chú có phải là người nhà của Cô Hạnh. cô Hạnh không chú? Đúng rồi con. Có gì không con? Dạ cô Hạnh bị xỉu, bây giờ đang nằm ở trong bệnh viện á. Chú tới liền nha chú. Bệnh viện nào vậy con? Dạ bệnh viện Vạn Phúc. Được rồi, chú tới liền. Dạ. Cô yên tâm đi, chú tới liền á. Cảm ơn con. Để con lấy cho cô miếng nước nha cô. Nhớ nghe lời mẹ nghe chưa? Dạ mẹ. Ngoan nha, lát về mẹ mua bánh cho con. Dạ. Sao rồi chị Hạnh? Số tiền chị nợ tôi á, bao giờ chị mới trả? Giờ tôi chưa có. Khi nào mà tôi xoay sở được, tôi sẽ trả cho chị mà. Chị hứa với tôi bao nhiêu lần rồi mà chị có trả đâu. Hôm nay chị không trả cho tôi, chị không có yên với tôi đâu. Tôi xin chị mà, tôi hứa khi nào có tôi trả. Đừng có nói nhiều, xét chở tôi mày. Đưa đây mày, mày có đưa không mày? Đưa đây, đưa đây nhanh lên, mày. Có gì không? Cô Hạnh. Không có gì chị hai ơi. Tao cho mày thêm một ngày nữa, mày mà không có tiền trả, chết với tao đó. Đi. Nín đi con. Nín hả? Trời, còn có sao không? Sao chảy máu vậy nè? Đi, để mẹ đưa con đi bệnh viện. Con đau quá mẹ ơi. Chờ chút xíu nữa con, mẹ đưa con đi bệnh viện nha. Sương ơi, Sương ơi. Cô ơi, sao cô biết tên con vậy cô? Con cũng tên Xuân sao? Dạ. Cho cô hỏi là con bị gì mà có vết sẹo trên cổ vậy? Dạ, bà ngoại con kể hồi nhỏ con bị té nên có cái này. Vậy ba mẹ con đâu? Sao để con bị té vậy? Sao khi hỏi đến ba mẹ, con bé lại như vậy? Không lẽ không có ba mẹ thật sao? Dù mới gặp nhưng cảm giác rất là thân quen. Không lẽ nó là... Hùng. Thôi, đưa anh tới đây được rồi. Ráng giữ gìn sức khỏe nha Hùng.
Dạ, anh Sáu đi mạnh giỏi nha. Anh Tám, nhớ chăm sóc anh Sáu cẩn thận nghe. Mày lo gì chuyện đó? Nói vậy chứ anh mới mở cái quán cà phê dưới quê á, có anh Sáu phụ anh đỡ lắm. Ê nhóc, em làm như em gả anh cho thằng Tám lạng, em dặn dò này kia đồ. Anh Sáu bùi. Em lo cho anh được mà anh Sáu. Gì đó? Mới kêu là anh Sáu gì? Sáu bụi. Em mà kêu anh bằng Sáu bụi anh dựng chỏ lọt xong bây giờ. Anh bây giờ là Sáu sang nghe chưa? Trời ơi, mới buổi xong giờ sang vậy trời. Sáu sang, chịu chưa? Thôi giờ anh đi nghe. Anh về dưới lo làm ăn, kiếm một ít tiền. Rồi anh trở lên kiếm mặt bằng nhỏ nhỏ, mình làm cái tiệm sửa xe, kiếm tiền cho em cưới vợ nữa chứ. Ờ. Hai anh đi mạnh giỏi nha. Nhớ về tới thì gọi cho em biết ha. Thôi tụi em về đi, tụi anh đi. Giữ sức khỏe nha anh Sáu. Anh Tám cũng giữ sức khỏe nha mày. Thôi anh đi nghe. Đánh đi thăm tụi anh nghe. Đi mạnh giỏi nha anh. Dạ đi thôi. Hạnh, em có sao không? Em không sao. May nhờ có cô Xuân, không thì không biết phải làm sao nữa. Dạ, con chào thầy. Ờ, là con sao? Dạ, con cũng không ngờ thầy là bạn của cô Hạnh đây. Thầy ơi, bây giờ thầy vô rồi thì con có việc bận cho nên con xin phép về trước. Ờ, cảm ơn con nhiều lắm nghe. Dạ, không có gì đâu thầy. Xuân ơi, Xuân à, cô cảm ơn con nhiều nha. Dạ, không có gì đâu cô ơi. Cô ráng nghỉ ngơi cho mau khỏe nha cô. À, cô cảm ơn con. Cô cảm ơn con nhiều nha. Dạ, không có gì mà cô. Dạ thưa cô, con về. Cô ráng nghỉ ngơi nha cô. Con chào thầy. Con về cẩn thận nha. Tại sao? Tại sao lại trùng hợp như vậy? Cô ấy cũng tên Xuân. Chẳng lẽ đó là con gái của mình sao? Hạnh à, Hạnh, em thấy trong người sao rồi? Em thấy cũng đỡ rồi, mà chắc nghỉ ngơi chút xíu rồi về hả? Không được, phải nằm ở đây để cho bác sĩ theo dõi. Em không có sao đâu mà. Nghe lời anh, thôi em nằm nghỉ đi ha, nằm xuống đi. Hình như anh có quen cô gái vừa rồi đúng không? Cô Xuân đó. Nhưng mà có chuyện gì không em? Thấy em có vẻ hơi lạ. Dạ không có gì. Em không phải là không hiểu tâm ý của anh, nhưng mà em cũng muốn là anh về thăm nhà của anh hả? Đúng là không có gì giấu được anh hết. Ngốc à, bộ anh với em xa lạ lắm hay sao? Thôi anh về thăm nhà đi nha, gần 4 năm rồi. Em cũng biết mà, ông bà ngoại đã già rồi, vậy mà bây giờ phải gánh thêm anh nữa.
Anh không muốn. Anh không có được nghĩ như vậy. Anh phải nghĩ là mọi người trong nhà ai cũng nhớ anh hết. Nhớ? Anh biết chứ. Và anh cũng rất nhớ mọi người. Vậy mà anh cũng còn bướng nữa. Đó. Anh đừng có nhéo mua em như vậy nữa. Em đau lắm đó. Anh không thương em mà sao bạn hiếp em hoài vậy? Nhớ chứ. Gần 4 năm rồi. Anh nhớ tất cả mọi người. Và đặc biệt là anh rất nhớ em. Em cũng rất nhớ anh. Khoan. Nhưng mà em vẫn muốn anh đi về nhà thăm ông bà đó. Trời đất ơi, sao lúc nào em cũng hối thúc anh chuyện đó hết vậy? Thôi được rồi, anh hứa anh sẽ về, nhưng không phải lúc này. Đợi khi nào công việc của anh ổn định rồi anh sẽ về, được không? Chứ em biết rồi đó, thân phận của anh lúc này chỉ là kẻ trắng tay, không có việc làm gì hết. Anh đừng có nói vậy mà. Gia đình là nơi cuối cùng mà mình nên tìm về. Sau này cũng vậy. Đến lúc mà tụi mình về chung một nhà, em muốn lúc nào anh cũng quay trở về nhà, dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa. Anh hứa không? Mẹ chắc chắn con là con gái của mẹ. Mẹ không ngờ con gái của mẹ lại đẹp và lương thiện đến như vậy. Chắc con gặp được một gia đình nào tốt để che chở, bảo bọc cho con. Liệu khi mẹ nói ra mẹ là mẹ của con, thì con có nhận lại mẹ hay không? Hạnh. Em lại khóc nữa hả? Bác sĩ đã dặn rồi, em không nên buồn phiền như vậy, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đó. Ừ. Em ráng ăn miếng cháo vô đi. Em không sao đâu, anh đừng có lo. Không lo sao được. Em nhìn em kìa, cơ thể suy nhược quá trời. Anh biết ngày nào em cũng mang theo cơm với muối mè để ăn trong lúc tìm con bé. Em mang như vậy làm sao mà đủ sức được chứ. Còn nữa, anh đã nói cái chuyện tìm con là để cho anh lo. Cả thành phố rộng lớn như vậy, em đi tìm vậy sao được. Cũng may là bữa đó gặp bé Xuân. Nếu không thì anh không biết mình phải làm sao nữa. Mà sao anh biết con bé đó vậy? Nó được thằng học trò của anh cứu trong lúc chạy trốn. Nhưng mà thôi, chuyện này dài lắm, có gì anh sẽ kể cho em nghe sau. Mà thôi, em ăn cháo đi cho nóng nghe. Để em múc được rồi. Không biết giờ thằng Hùng nó làm sao rồi ông. Tự nhiên tôi nhớ nó quá ông. Bà làm như có mình mà nhớ nó. Mà hình như cũng gần tới ngày nó được thả ra rồi phải không ông? Bà nhắc là tôi mới nhớ.
Đâu bà coi bữa nào bà sắp xếp rồi mình lên thăm nó một bữa, hay không? Xuân ơi, cuối tuần này con có rảnh không? Dạ, con cũng rảnh ngoại. Vậy con đưa ông bà ngoại đi gặp anh Hùng nha. Con cũng nhớ anh Hùng nữa. Nè, để tôi ráng tôi chạy xe thêm ít bữa, tôi dành giùm ít tiền. Bà ra ngoài chợ, bà mua con gà thiệt bự, bà làm, bà đưa lên cho nó ăn, nghe không? Bà ngoại nhớ mua bánh mì heo quay nữa nha. Phải, nhỏ này hay, con dắt ông mới nhớ. Thằng Hùng nó khoái ăn bánh mì với thịt heo quay lắm. Bánh mì heo quay ha. Dạ. Với sẵn tiện tôi làm một ít bánh nữa, đang gửi biếu mấy ông cán bộ, coi như là mình cảm ơn người ta. Bà tính vậy thì cũng được. Một ngày ở trong tù bằng 100 năm ở ngoài. Nghĩ tới thằng Hùng nó ngồi trong đó thì tôi chạnh lòng lắm. Thì ra thôi, ở trong đó cho anh em cán bộ người ta dạy dỗ nó, có gì đâu bà lo. Hãy nhắc tới cái bà khóc nữa. Nhưng mà nó không được tự do, khổ lắm. Tôi nghe nói đầu Trọng nó cũng học được một cái nghề gì đó rồi. Để mai mốt nó ra đây nó có nghề ngỗng làm ăn đàng hoàng phải tốt hơn không? Hên, thằng Hùng cũng được cái lanh lẹ giỏi giang, học gì cũng mau biết hết. Tôi nói thiệt với bà nghe, ông nói thiệt với con á, tôi mong cái ngày nào đó mà nó ra tù rồi, rồi nó có công ăn việc làm đàng hoàng hết trơn rồi á nghe. Lúc đó tôi có chết rồi tôi mới nhắm mắt được. Tôi nghe cũng bà. Vậy á, ông bà ngoại nói kỳ vậy. Kỳ gì, ông nói thiệt mà. Ngoại. Hả? Lần này anh Hùng ra tù rồi sẽ đoàn tụ với cả nhà của mình. Lúc đó cả nhà mình giúp ảnh làm lại từ đầu hả ngoại? Chứ sao. Con thì con chỉ lo là khi mà ảnh ra tù rồi thì ảnh sẽ bị tự ti mặc cảm với mọi người thôi. Ôi con lo gì không biết nữa. Cùng lắm là nó chạy không ra ôm với ông ngoại cũng sống lây lất qua ngày được vậy. Trời, ông nói chạy xe ôm với ông rồi tới chừng nào mới có vốn để lấy vợ. Bởi vậy bà cứ lo bò trắng răng không. Bà làm như con gái ở đây ai cũng ham tiền hết trơn. Bà nên nhớ nghe, thằng cháu của mình á, nó thì đẹp trai mà lại phong trần nữa, rồi thiếu gì con gái mê nó, đúng không? Đúng nghe. Ông này già, già mà như con nít vậy, không sợ cháu nó cười. Thôi ông bà ngoại nói chuyện đi, con vô bắt nồi cơm. Vô nấu cơm đi con. Cả nhà em đang thu xếp đi thăm anh Hùng. Lâu lắm rồi ông bà không có được gặp ảnh. Đến ngày đó anh sẽ thu xếp đưa em và ông bà đi thăm Hùng. Dạ thôi, anh có nhiều việc mà. Anh cứ lo làm việc đi, em không dám làm phiền anh đâu. Không sao đâu, anh sắp xếp được mà. Tại sao em cứ khách sáo với anh hoài vậy? Thiệt, cứ làm phiền anh hoài em ngại lắm. Em đừng nói vậy. Em mà nói vậy thì anh sẽ buồn hơn đó. Thôi, đừng có suy nghĩ nhiều như vậy mà. Em mà suy nghĩ nhiều quá có chừng già trước tuổi đó. Xuân à, em có thích trẻ con không? Để nó dễ thương quá anh ha. Anh Thắng, nghỉ ăn cơm đi. Sao nghỉ sớm vậy? Em cũng không biết nữa. Thôi đi ăn cơm đi, chắc là chiều nay làm hơi cực á. Mày cứ đi trước đi rồi tao ra. Ừ, vậy em đi nha.
Ê Vi, sao em tới đây? Đứng chỗ này nắng lắm, em vào đây ngồi cho mát. Ừ. Đi. Được rồi. Em ngồi đi. Để anh lấy nước cho em uống nha. Thôi thôi, được rồi, anh ngồi xuống đây đi. À. Em có việc đi ngang qua đây, cho nên là ghé qua thăm anh. Lúc đầu cũng hơi cực, nhưng cầm đồng tiền thấy quý lắm. Nhiều khi muốn ăn sáng mà không dám, sợ mẻ tiền. Anh ăn trưa chưa? Đồ ăn để đâu em lấy cho anh nha. Lát nữa anh ăn cũng được. Đồ ăn của anh đó hả? Ừ. Em lấy cho. Làm việc cực khổ thì phải ráng ăn nhiều vô nha, như vậy mới có sức khỏe được. Anh biết rồi cô nương. Nè. Anh cảm ơn. À, anh Hùng mới được thả hôm qua đó. Vậy hả? Ừ. Hèn gì, thấy mặt em hôm nay sáng đặng ngời hẳn ra. Cuối cùng thì em với nó cũng được đoàn tụ. Ừ. Anh cũng mừng cho thằng Hùng. Mới chớp mắt một cái đã 4 năm trôi qua. Ừ. Mới đầu em thấy cũng lâu, nhưng mà quen rồi thấy cũng nhanh, thoáng cái là hết 4 năm rồi. À, khi nào em gặp nó cho anh gửi lời chúc mừng tới nó nha. Ừ. Mà em nhớ dặn nó kêu nó ráng kiếm tiền để cưới em gái anh. Anh đang nôn được làm anh vợ của nó lắm đây. Ghẹo em hoài à, nói chuyện thì ghét. Anh đó, ráng ăn cho nhiều, giữ gìn sức khỏe nha. Sáng nay có việc em phải lên công ty chút xíu. Ừ, anh biết rồi. Anh phải làm tốt thì em mới sắp xếp để cho anh gặp ba đó. Anh biết rồi, em cũng thấy mà. Anh sẽ cố gắng làm việc. Ừ. Thì em về nha. Ừ. Cảm ơn anh. Em chạy xe cẩn thận nha. Em vô trong hồi thử đi. Chào chú. Chào cô. Dạ, chú có phải chủ tiệm ở đây không chú? Dạ phải, có gì không cô? À, chú cho con hỏi, ở đây có cần tuyển thợ thêm không chú? Không cô ơi, tiệm của tôi đã tìm đủ thợ rồi cô. À, dạ, dạ cảm ơn chú. À, mà dạ? Cô là con gái, sao lại xin làm nghề thợ sửa xe vậy cô? À, dạ không, con xin cho bạn con. Bạn con mới học nghề xong nên bây giờ cần việc làm ổn định đó mà. À, tôi chọc cô cho vui vậy thôi chứ tôi nhìn cô như vậy á, tôi nghĩ cô không phù hợp với công việc này đâu. Ừ. Dạ. Sao rồi? Thôi, mình đi.
Dạ, chào chú. Cậu kiếm ai vậy? Dạ, chú cho con hỏi ở đây có nhận thợ vào làm thêm không chú? Không, ở đây chúng tôi không có tuyển thợ, ở đây đủ người rồi. Ông ấy, cậu đi tìm chỗ khác đi. Dạ, con cảm ơn chú. Ừ. Sáng giờ đi xin việc mà không được gì hết trơn á. Thôi ráng đi em, mình cố gắng tìm cho Hùng một chỗ làm, vậy mới yên tâm được. Anh sợ là Hùng mặc cảm không dám đi xin việc. Sáng giờ em đi xin việc cho anh Hùng mà người ta cứ tưởng em là thợ sửa xe, đi xin việc cho em chứ. Em mà làm được cái gì, em vô em phá người ta thì có. Hơ, anh đừng có xem thường em, em men lắm đó. Ủa, em men lắm hả? Ủa vậy hồi đó tới giờ anh yêu nhầm con trai hả ta? Anh ghê quá. Anh mà không lái xe em ngắt anh tơi bời. Trời ơi. Nhắm chọc em. Trời ơi, men ghê vậy. Tính tiền chị ơi. Trả cho. Như chị. 2 ly 10.000 cậu. Rồi khỏi thói. Đi mày. Cô ơi. Uống nước mía hả chú? Ngồi đi chú. Dạ. Cho con ly nước mía. Chờ hơn chút nha. Cảm ơn cô. Cô ơi, cho con hỏi ở gần đây có chỗ nào sửa xe không cô? Tiệm sửa xe hả? Dạ. Hình như tôi không để ý, bị già cả không có đi xe nên không có biết chuyện đó. Dạ, cô cảm ơn cô. Ủa, mà xe của chú bị hư hả? Dạ không có. Con tính xin việc làm. Ủa, xin việc làm sao chú không đi xe mà lại đi bộ? Đi bộ vậy biết chừng nào mới tìm được việc. Dạ, con không có xe ạ. Trời ơi, chú khổ đến nỗi vậy đó hả? Chả bù cho thằng con của tôi, nhà có điều kiện, vậy mà nó không biết thương. Mà nó... Dạ sao vậy cô? Tôi cũng có một thằng con trai cũng cỡ tuổi chú đó. Vậy hả cô? Sao anh ở đâu mà không ra phụ với cô? Nó chết rồi. Dạ, con xin lỗi cô. Con đã vô tình nhắc tới nỗi đau của cô. Nhưng mà cô ơi, cho con hỏi, sao anh chết vậy cô? Nó nghiện xì ke. Chú ơi, uống nước đi chú, để nó tan đá ra hết ngon. Dạ, con cảm ơn cô. Hy vọng lần này tìm được việc cho anh Hùng, chứ mình đi khắp nơi rồi, mệt quá. Thôi, tự tin lên em, biết đâu lần này mình gặp may mắn thì sao.
cố gắng dừng bước, tiến về phía trước. Thôi, để em vào trong đi. Anh không biết là tự tin là năng khiếu của em hả? Để em ở đây nha. Ừ. Anh ơi. À, chào cô. Dạ chào anh. Có chuyện gì không cô? Dạ cho em hỏi anh có phải là chủ tiệm ở đây không? Đúng rồi, tôi là chủ ở đây. Cô tìm tôi có chuyện gì không? À, anh cho em hỏi ở đây có cần tuyển thợ không anh? Em có người bạn muốn xin việc làm. Vậy thì hay quá. Tôi cũng đang tính ra treo bảng tuyển thợ nè. Có cô tới thì tôi khỏi mất công rồi. Anh vui tính quá. Cô quá khen. À mà có phải cô tới đây xin việc cho cái người đang đợi ở ngoài không? Dạ không phải. Em xin việc cho một người bạn khác, cũng chừng tuổi với tụi em. Anh ấy rất thật thà và tốt bụng. Mà tại sao bạn cô không đi xin mà cô phải đi xin vậy? Ờ, dạ. Có phải anh bạn của cô có tiền án tiền sự phải không? Ờ, dạ. Mà thôi, chuyện đó cũng đâu có quan trọng. Nếu mà cậu ta cải tạo tốt, đôi khi lại trở thành người tốt hơn chúng ta nữa. Trước đây tiệm của tôi cũng có nhận vài anh em mới ra trại, nhưng mà nhờ họ cố gắng phấn đấu, bây giờ ai cũng mở tiệm riêng, còn cưới vợ sinh con nữa. Dạ em cảm ơn anh. Không có gì. Nhưng mà cậu ta phải tới đây thử việc để tôi mới biết được cậu ta có tốt hay không chứ. Dạ em đảm bảo với anh, anh sẽ hài lòng về anh ấy. Dạ, thôi bây giờ em xin phép anh em về. Rồi em sẽ dẫn anh ấy tới gặp anh sau nha. À, chào cô. Anh, yeah. Ủa, xin được rồi hả? Ừ, anh không thấy em vui sao còn hỏi nữa hả? Nè, vậy thì khi nào Hùng mới có thể đi làm được? Ngày mai, nhau thử việc 3 ngày, được thì nhận vào làm luôn. Lương thì sẽ tăng theo tay nghề. Thôi, vậy giờ tụi mình về đi. Vậy thì tốt quá rồi. Lần này á phải bắt anh Hùng khao mình một chầu. Ừ. Đi hả? Hả, lên xe đi. Nè. Cũng may á là mình xin được việc, chứ không thôi á nắng kiểu vậy là chết luôn á. Thôi đi về. Mời. Mời, mời hai người. Cuối cùng thì cũng tìm được việc làm cho Hùng rồi. Cố gắng lên. À, cảm ơn Minh và Misa nhiều lắm. Thật ra thì Hùng cũng thấy cực cho hai người quá. Hùng không biết làm sao để đền đáp lòng tốt của hai người nữa. Anh Hùng đừng có nói như vậy. Tụi mình là bạn bè từ nhỏ rồi mà. Giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn là chuyện nên làm mà. Misa nói đúng đó. Nếu như Hùng cứ khách sáo vậy thì đừng có mình là bạn nữa nha. Thôi à, Hùng không khách sáo nữa. Vô. Ủa, sao mà hồi nãy Hùng không gọi Phương Trang ra đây? Ờ, Hùng định đó là khi nào mà có công việc làm rồi á thì mới báo cho Phương Trang biết. Em thấy anh Hùng có bạn gái tốt như vậy, lo cho anh, mà anh cứ từ chối sự giúp đỡ của chị ấy. Anh không sợ chị ấy buồn sao? Hùng cứ sống vô tư thoải mái đi, đừng có mặc cảm nữa. Vô tình làm tổn thương những người xung quanh luôn quan tâm tới mình đó. Chỉ là Hùng không muốn Phương Trang phải lo lắng nhiều quá về công việc làm của Hùng. Anh Hùng, chị Trang có gọi cho em hỏi anh còn tiền không? Mà sao anh cứ từ chối chị ấy hoài vậy? Anh không sợ chị ấy buồn hả? Ngay cả anh và em giúp đỡ nó mà nó còn không nhận nữa. Huống hồ gì bạn gái nó sao nó nhận. Anh Hùng, bây giờ anh có việc làm rồi, cố gắng lên nha. Mai mốt á, lãnh lương đợt đầu, nhớ khao tụi em nha. Chắc chắn rồi. Thôi, ăn đi. Nè. Cảm ơn Minh. Hai cái người này. Vô đi.
Lên đây 100% nữa nha. Ok, vô. Uống đi chứ. Không, em uống đi. Em là con gái mà. Xuân à, cũng khuya rồi, em vô ngủ sớm đi. Dạ, anh cũng về ngủ, mai đi làm. Em vô nhà trước đi, rồi anh sẽ về. Dạ, về anh về cẩn thận. Ừ, em cũng vậy, ngủ ngon. Cậu mới vô làm mà làm tốt quá ha. Dạ, cảm ơn anh. Chị đâu đây? Nhìn coi mặt của anh tìm lem hết rồi kìa. Vậy hả? Trời ơi, anh lau một hồi á, cái mặt lem hết ra rồi. Ừ. Em lau cho. Thôi, lỡ người ta nhìn được. Không lỡ gì hết, đưa đây. Mà hôm nay sao em không đi làm vậy? Ghê quá à. Thôi được rồi, người ta đang nhìn kìa. Em đi công chuyện sẵn tiện ghé ngang qua đây thăm anh thôi. Ghé ngang qua đây thăm anh thôi hả? Xạo. Nhớ anh phải không? Em nhớ anh. Thiệt không đó? Ừ. Anh mệt không? Ừ. Anh thấy cũng hơi hơi mệt à. Nhưng mà ở đây thấy thoải mái hơn nhiều, với lại thấy vui hơn, không phải lo toan điều gì hết. Nghe nói vậy là em thấy yên tâm rồi. Khi nào anh xong? Sửa xong cái xe này, thay nhớt mấy cái xe kia là anh rảnh. Vậy em ngồi để chờ anh nha. Ừ, cũng được. Vậy em đợi anh ha. Ừ.
Nhưng bây giờ ngồi ở đâu? Đây, qua đây nè. Thấy thôi. Hả? Tệ của anh vợ hay à. Anh bôi lên đó em ngồi xuống giờ hết váy em thì sao? Anh xin lỗi. Ngồi đi. Chờ anh ha. Xuân đã đến làm cho em. Dạ thưa giám đốc, sáng giờ em chưa thấy chị Xuân vô công ty. Vậy à, cảm ơn em. Dạ. Dạ thưa giám đốc, có hai người đang cần gặp giám đốc. Vậy à, mời họ vào gặp tôi. Dạ dạ. Dạ mời, giám đốc đang đợi bên dạ, trong. Cảm ơn dạ, chú. Cảm ơn chú. Ờ, dạ, chào ông bà. Ờ, cậu Hoàng ơi. Cậu Hoàng ơi, cậu Hoàng, cậu có thấy Xuân đâu không cậu? Ờ, dạ. Cậu ơi, hôm qua cậu có xin phép tôi đưa nó đi mà sao giờ này cũng chưa thấy nó về vậy cậu Hoàng. Ờ, ông bà cứ bình tĩnh, con mời ông bà qua đây ngồi ạ. Ờ, con cũng đang đợi quấy sáng giờ. Đến giờ này mà chưa thấy quấy đi làm nữa. Ừ. Cháu gái tôi là con nhà lành, cậu làm vậy coi sao được á cậu. Dạ bà cứ bình tĩnh. Suốt từ sáng tới giờ con liên lạc với Xuân mà vẫn không được à. Bà thiệt là có chuyện gì bà cũng bình tĩnh đi. Chưa gì bà khóc mếu máu vậy rồi giải quyết được chuyện gì. Ờ, cậu à, ngày hôm qua là cậu có xin phép cho nó đi với cậu mà sao tới sáng này mà cũng chưa thấy nó về nữa cậu ơi. Dạ, tối hôm qua đúng là Xuân đi với con, sau đó con đưa Xuân về tận cửa rồi con mới đi về mà. À, vậy thì đâu có thể nào mà nó đi đâu được nữa. Tôi có để sẵn bộ đồ cho nó đi làm, vậy mà tới sáng nó vẫn còn nguyên, còn giường ngủ thì không thấy nó ở đâu hết. Có khi nào cô ấy đi đâu đó không ạ? À? Chắc không có đi đâu đâu. Tôi đã liên hệ với những người và những nơi mà cháu nó có thể tới rồi, nhưng mà không ai biết cháu nó ở đâu hết. Nếu như theo lời ông bà, có khi nào Xuân bị mất tích không? Hả? Cái gì cậu nói gì mà mất tích? Cái gì? Mất tích hả? Trời ơi, cháu tôi. Thôi thôi bà làm ơn mà nín giùm cái đi. Ờ, cậu à, hay là bây giờ tôi với cậu cứ tới báo cho công an đi, để rồi mình nhờ mấy ông công an ta tìm kiếm hộ coi sao. Ờ, dạ ông bà cứ bình tĩnh đi. Theo ý kiến của con hay là bây giờ ông bà cứ về nhà nghỉ ngơi, con sẽ đích thân đi tìm Xuân. Nếu như có thông tin gì con sẽ báo cho ông bà biết. Ừ. Dạ thôi ông bà về cẩn thận nha. Ừ, thôi được rồi tôi về nghe cậu nha. Dạ. Đi bà. Tôi về nghe cậu. Cậu ơi, trăm sự tôi nhờ cậu nghe cậu. Dạ con biết rồi, bà cứ bình tĩnh đi ạ. À, bây giờ thì con sẽ đi báo công an, nếu có thông tin gì con sẽ báo cho ông bà biết. Dạ cảm ơn cậu. Dạ được rồi. Ông bà về cẩn thận nha. Dạ. Ráng giúp cho tụi tôi nghe cậu. Dạ. Không dạ. Đi về bà. Thank you.
Chào cô. Dạ. Cô cần gặp ai? Tôi muốn tìm cô Xuân. Dạ, cô Xuân hôm nay không đi làm cô. Ủa, sao cô ấy không đi làm vậy chú? Tôi cũng không biết nữa, chắc là có chuyện gì đó. Nếu cô muốn gặp cô Xuân thì ngày mai hãy quay lại. Dạ, tôi cảm ơn chú. Dạ, chào cô. Tối hôm qua tôi và cô ấy đi chơi tới 10 giờ thì tôi đưa cô ấy về. Anh đưa cô ấy về tới đâu? Tôi đưa cô ấy về tới cổng nhà. Vậy anh có thấy cô ấy vào trong nhà không? Sau khi tôi và Xuân chia tay nhau, tôi lên xe đi thì tôi thấy Xuân bắt đầu bước vào nhà. Sáng nay anh vẫn đi làm bình thường chứ? Tôi vẫn đi làm bình thường. Cho đến 9 giờ sáng thì tôi định rủ Xuân đi ăn sáng, nhưng mà lúc đó tôi không thấy Xuân. Đúng lúc đó thì ông bà ngoại Xuân đến, báo là đêm hôm qua Xuân không về. Được rồi, cảm ơn anh đã trình báo. Chúng tôi sẽ liên lạc sau với anh. Cảm ơn anh. À, tôi... Sao? Anh có thông tin gì nữa à? Dạ không. Khi nào có thông tin gì, mong anh báo sớm cho tôi biết. Anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ cố gắng điều tra. Nếu có thông tin gì, tôi sẽ báo cho anh biết mà. Dạ, cảm ơn anh. Xuân là cô gái tốt, rất hiền lành và ngoan ngoãn. Từ trước tới giờ đi đâu đều báo cho gia đình biết. Đây là lần đầu tiên cô ấy như vậy. Có khi nào cô ấy bị bắt cóc không? Việc đó bên chúng tôi sẽ xác minh. Anh đừng lo lắng quá. Dạ, cảm ơn anh. Có gì nhờ anh giúp đỡ, tôi xin phép. Cảm ơn anh. Chào anh. Mấy ngày gần đây, ông bà có thấy Xuân có biểu hiện gì khác lạ không? Dạ, tôi thấy cháu nó cũng không có biểu hiện gì lạ. Ngày nào cũng thấy cháu nó đi làm về là cũng bình thường vậy thôi. Xuân có giao du với ai không? Dạ, thì tôi thấy nó cũng không có giao du với ai hết. Dạ, cảm ơn ông bà. Dạ. Dạ, cảm ơn ông bà. Xin phép ông bà cho tụi con kiểm tra xung quanh nha. Chào ông bà. Dạ, chào anh. Chào đồng chí. Ông bà đừng có lo lắng quá, tụi con sẽ cố gắng hết sức. Tụi con tin là sẽ nhanh chóng tìm ra Xuân thôi. Cậu ráng tìm giúp giùm. Tôi chỉ có một đứa cháu thôi. Nếu mà nó có bề gì, chắc tôi chết quá. Bây giờ con muốn xác minh lại với ông bà một chuyện. Có chuyện gì cậu cứ nói đi. Theo như lời khai của Hoàng thì đêm hôm qua chính Hoàng đã đưa Xuân về nhà. Vậy lúc cô Xuân về, ông bà có thấy cô Xuân không? Đêm hôm qua như thường lệ, tôi xuống dưới bếp pha miếng trà. Rồi tôi với bà tôi ngồi nói chuyện để ngồi đợi Xuân. Nhưng mà chắc hôm qua gió mái quá cho nên bà tôi bà hơi mệt. Rồi tôi với bà tôi vô nhà ngủ sớm. Tới sáng ra vào phòng của Xuân không thấy nó đâu hết. Bộ đồ mà nhà tôi chuẩn bị cho nó đi làm vẫn còn nguyên đó. Cho nên tôi đinh ninh là nó đi với cậu Hoàng. Tôi với ổng mới chạy liền lên công ty để gặp cậu Hoàng hỏi cho ra lẽ. Nhưng cậu Hoàng cũng nói là không biết. Dạ, con cảm ơn ông bà đã giúp cho con có được những thông tin quý báu này. Có gì đâu cậu Minh ơi. Cậu nhanh chóng tìm đứa cháu gái giùm tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Dạ, con và đồng đội sẽ cố gắng hết sức, hy vọng là sẽ sớm tìm ra manh mối. Dạ thôi, ông bà nghỉ ngơi đi, tụi con đang khám hiện trường. Dạ. Dạ. Con nghĩ nếu như theo mọi người khai báo thì ngôi nhà này chính là nơi cô Xuân mất tích. Dạ. Dạ, dạ con xin phép. Dạ. Chị, nhà ông hai có chuyện gì vậy? Hình như cháu của ông bà hai con Xuân nó bị bắt cóc. Có thiệt không? Sao ghê quá vậy? Công an đã điều tra ở trỏng á.